Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục số này, sau phần tin sẽ là phóng sự sôi động thị trường đất nền cuối năm. Trước tiên là thông tin người mua nhà ở xã hội vẫn được vay với lãi suất 4,8% trên một năm trong thời gian tới. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định số 1956 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở. Theo đó, mức lãi suất áp dụng sẽ là 4,8% trên năm. Mức lãi suất này không thay đổi so với năm 2021 nhưng đã giảm 0,2 điểm phần trăm so với năm 2019 và 2020. Các đối tượng được vay vốn là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng thu nhập thấp vay vốn để mua, thuê nhà ở xã hội và thuê mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m², giá bán dưới 15 triệu đồng trên 1m², vay để xây mới hay sửa chữa nhà cửa. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhu cầu mua sắm máy tính sách tay, máy tính bảng để phục vụ học online và làm việc tại nhà của học sinh, sinh viên, giáo viên ngày càng tăng. Đó cũng là lý do dẫn đến thị trường máy tính trở nên sôi động, nhất là những dòng sản phẩm có giá bình dân. Theo khảo sát thị trường, học sinh, sinh viên thường lựa chọn sản phẩm có mức giá vừa phải, từ 8 tới 12 triệu đồng có thể đáp ứng nhu cầu học trực tuyến. Khách hàng có thêm nhu cầu giải trí thường mua máy cấu hình cao, có giá lên tới 15 đến 20 triệu đồng. Hiện nay, một số hãng laptop đã điều chỉnh giá mới cho các sản phẩm sử dụng chip Intel Core i thế hệ thứ 11 với mức tăng từ 5 đến 10% từ quý 3 năm 2021. Để kích cầu mua sắm dịp cuối năm, đặc biệt là để giải quyết lượng hàng tồn kho, các cửa hàng siêu thị điện máy đua nhau hạ giá sản phẩm, trong đó mặt hàng tủ lạnh nhận được nhiều ưu đãi, có mẫu giảm tới 51%. Nhiều mẫu tủ lạnh dung tích lớn đến nhỏ, tiết kiệm điện của các thương hiệu tên tuổi như LG, Sharp, Hitachi đều giảm giá mạnh đợt này, như dòng tủ lạnh cao cấp side by side trên 600 lít của LG giảm từ 34,9 triệu xuống còn 18,9 triệu đồng, tương đương với 45%. Tủ lạnh 4 cánh Sharp 626 lít được giảm giá từ mức 30 triệu đồng xuống còn 17,9 triệu đồng, giảm 40%. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian trầm lắng do dịch bệnh và giãn cách, những tháng cuối năm, đất nền tại một số địa phương có xu hướng tăng mạnh. Nhiều người đổ tiền vào đầu tư, mức giá lại bị đẩy lên cao, các giao dịch sôi động hơn hẳn. Nhưng cũng nhiều điều cần thận trọng trong thời điểm này. Đây là khu đất đã được đấu giá cách đây 3 năm tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, nhưng chưa có nhiều công trình được xây dựng. Sau một thời gian dài lắng lại, thì 2 tháng trở lại đây, các giao dịch đã sôi động hơn hẳn. Các lô đất có khi được giao dịch với giá cao gấp đôi so với năm trước. Anh Quyền đã quyết định đầu tư tại đây vì tính đến tiềm năng phát triển trong tương lai, cũng như vì nhiều lý do khác. Thời điểm này thì cũng là do cái yếu tố về dịch xã, thì kênh đầu tư bất động sản cũng là một kênh đầu tư giữ vốn cho nhà đầu tư khá là tốt. Giá đầu tư ở khu vực này nó cũng loanh quanh khoảng 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 7 ấy, thì là cũng khá là hợp lý. Tương tự như vậy, khu đất đấu giá tại xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, những ngày gần đây, đơn vị này đã tư vấn cho nhiều khách hàng chốt đơn được tại đây, giá cao nhất cũng lên tới hơn 50 triệu đồng trên 1m². Cái sự sôi động theo chúng tôi được biết đó là theo tâm lý đám đông của các nhà đầu tư. Như các bạn đã biết là dịch bệnh thì tất cả các ngành nghề như kinh doanh, dịch vụ, sản xuất là đều bị ảnh hưởng. Và các nhà đầu tư là có tiền không biết là kinh doanh vào gì thì mọi người lại đổ dồn về bất động sản và bên cổ phiếu. Theo nhận định của tôi đây là một nghịch lý. Kinh doanh của chúng ta không có nhiều lợi nhuận mà giá đất lại vẫn là lên. Liên tục các khu đất đấu giá làm sôi động thị trường với mức trúng rất cao, như tại khu NU9 thuộc xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên hay tại xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, giá trúng có thể cao gần gấp 6 lần so với giá khởi điểm. Và sau đó các giao dịch trên mạng cũng theo đó mà dậy sóng. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, giá đất ở các khu vực ven đô có xu hướng tăng mạnh, trong đó Hưng Yên có mức tăng khoảng 26%. Tuy nhiên, với con số tăng chóng mặt tại nhiều địa điểm, mọi người cũng cần quan tâm tới những cơn sốt ảo có thể đang quay trở lại. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm thị trường bất động sản tăng cao như hiện nay, khi mà giá đất càng ngày càng tăng thì lại chính là lúc mà các nhà đầu tư cần thận trọng nhất, cần cân nhắc kỹ càng giữa giá trị thực của đất và giá ảo trên thị trường. Và đây cũng là thời điểm mà cần lưu ý đặc biệt tới vấn đề về pháp lý. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.
Cảm ơn sự quan tâm đồng hành của các ngân hàng tại chi nhánh Hưng Yên, Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại!